5 lời khuyên về ăn uống trước và sau khi tiêm vaccine COVID-19. Hàng triệu người trên khắp thế giới đã được tiêm chủng an toàn ngừa COVID-19. Đối với nhiều người, vaccine phòng ngừa COVID-19 đã không có mặt kịp thời khi họ cần. Nhưng cũng dễ hiểu khi nhiều người còn băn khoăn về quy trình tiêm chủng và những điều mình sẽ gặp phải khi tiêm. Các loại vaccine COVID-19 hiện đang áp dụng tiêm 2 liều cách nhau và chúng có một số tác dụng phụ như mệt mỏi, đau đầu, buồn nôn. Sau đây là 5 lời khuyên về ăn uống trước và sau khi tiêm giúp bạn khắc phục phần nào sự cố này. Thứ nhất, không tiêm vaccine khi bụng đói. Thật ra, ăn trước tiêm dường như không liên quan gì đến hiệu quả của vaccine, nhưng giúp bạn đủ năng lượng, tránh bị ngất xỉu hoặc cảm thấy chóng mặt. Đặc biệt, nếu bạn thuộc tiếp người hay sợ kim tiêm, trong quá trình hoàn thành tiêm chủng, thời gian chờ đợi trước tiêm có thể mất vài chục phút đến 1 giờ và sau tiêm ít nhất là 30 phút để theo dõi bất kỳ phản ứng dị ứng tiềm ẩn nào, trong khi các cơ sở tiêm chủng không cho phép bạn ăn đồ ăn nhẹ trong khu vực chờ theo dõi. Vì vậy, các thức ăn dễ tiêu bao gồm carbon hydrate chưa tinh chế, chất béo lành mạnh và protein trước tiêm là rất cần thiết giúp bạn duy trì năng lượng trong chờ đợi, nhất là nếu bạn có cơ địa dễ hạ đường huyết. Thứ hai, giữ đủ nước cho cơ thể. Đau đầu là một tác dụng phụ phổ biến của tiêm vaccine COVID-19 và việc bị mất nước có thể làm cơn đau đầu trầm trọng hơn. Bạn cần uống nhiều nước như nước ép trái cây, trà hoặc các chất lỏng khác, không quá nhiều đường, nên có chai nước bên cạnh để có thể uống trong ngày đi tiêm. Thông thường, bạn nên uống đủ 8 ly nước cho mỗi ngày. Mất nước có thể làm cơn đau đầu trầm trọng hơn sau khi tiêm. Vì vậy, bạn nên uống nhiều nước lọc, nước ép trái cây, trà hoặc các chất lỏng khác. Thứ ba, không uống rượu bia. Không uống rượu bia trước khi tiêm vaccine COVID-19. Sự kết hợp bia rượu với tác dụng phụ có thể gặp sau khi tiêm làm các triệu chứng nặng lên. Bia rượu cũng gây khó khăn cho việc phân biệt giữa tác dụng phụ của vaccine và tác dụng phụ của uống quá nhiều bia rượu. Mặt khác, bia rượu có thể làm gia tăng phản ứng viêm trong cơ thể. Cần tránh xa bia rượu để hỗ trợ sức khỏe tổng thể và hệ thống miễn dịch của mình sau khi tiêm vaccine COVID-19. Nói không với bia rượu trước và sau tiêm vaccine COVID-19 để hỗ trợ sức khỏe tổng thể và hệ thống miễn dịch. Thứ tư, tăng cường các thực phẩm chống viêm. Sau khi tiêm vaccine COVID-19, bạn cần hỗ trợ hệ thống miễn dịch của mình, nên tăng cường các loại thực phẩm chống viêm, tránh thực phẩm tinh chế nhiều. Trong một bài báo xuất bản trên tạp chí dinh dưỡng của Anh cho thấy, chế độ ăn uống chống viêm có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh COVID-19. Tốt nhất nên tập trung vào chất béo lành mạnh và thực phẩm ít chế biến. Theo website về sức khỏe của trường đại học Harvard, những thực phẩm có tác dụng chống viêm là cua, dầu ô liu, rau lá xanh, rau bina, cải xoăn, bắp cải và các loại rau lá xanh khác, các loại hạt như hạnh nhân, quả óc chó và nhiều loại hạt khác, cá béo như cá hồi, cá thu, cá mòi, trái cây đặc biệt là dâu tây, quả việt quất, anh đào và cam, các thực phẩm chống viêm như cá béo, các loại hạt, rau lá xanh, quả dâu, cà chua giúp tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể trong quá trình tiêm vaccine COVID-19. Thứ năm, dùng một số thực phẩm chống buồn nôn. Trong khi một số người sẽ cảm thấy khỏe mạnh bình thường sau khi tiêm vaccine, nhưng một số người có thể cảm thấy mệt mỏi, buồn nôn. Bạn có thể sử dụng một số thực phẩm chống buồn nôn như chả gừng hoặc gừng tươi, bạc hà, hạt thì lạ. Những điều bạn cần biết trước và trong sau khi tiêm vaccine COVID-19. Trước khi tiêm, tìm hiểu thông tin, có rất nhiều thông tin sai lệch về vaccine trên các trang mạng. Vì vậy, bạn cần phải biết chắt lọc thông tin từ các nguồn đáng tin cậy như Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF và Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Nếu bạn có bất kỳ băn khoăn nào về có việc nên tiêm phòng COVID-19 hay không, hãy hỏi ý kiến của bác sĩ. Hiện tại, để tránh ảnh hưởng bất lợi có thể xảy ra, những người có các tình trạng sức khỏe dưới đây không nên tiêm phòng COVID-19. Người có tiền sử bị dị ứng nghiêm trọng với bất kỳ thành phần nào của vaccine COVID-19. Người đang bị bệnh hoặc xuất hiện các triệu chứng của COVID-19. Bạn vẫn có thể tiêm vaccine sau khi đã bình phục và có sự đồng ý của bác sĩ. Hỏi ý kiến của bác sĩ. Nếu bạn từng bị dị ứng nghiêm trọng với bất kỳ loại vaccine nào hoặc có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các loại thuốc bạn đang sử dụng,
hãy trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ y tế trước khi tiêm. Chăm sóc bản thân, hãy nghỉ ngơi vào đêm trước khi tiêm và bổ sung đầy đủ nước để có thể trạng tốt nhất vào ngày tiêm. Trong quá trình tiêm, giữ an toàn, đảm bảo tuân thủ các biện pháp an toàn tại cơ sở tiêm chủng như giữ khoảng cách quy định và đeo khẩu trang, khai báo với Bộ Y tế bất kỳ tình trạng sức khỏe nào cần đề phòng, chẳng hạn như đang mang thai hoặc suy giảm hệ miễn dịch. Giữ thẻ tiêm chủng, bạn sẽ nhận được một thẻ tiêm chủng cho biết loại vaccine bạn được tiêm, thời gian và địa điểm tiêm. Hãy giữ tấm thẻ này cẩn thận, phòng trường hợp cần thiết trong tương lai. Sau khi tiêm, ở lại để được theo dõi, nhà cung cấp dịch vụ y tế sẽ theo dõi tình trạng sức khỏe của bạn trong vòng khoảng 15 phút sau khi tiêm vaccine để đảm bảo không có bất kỳ phản ứng tức thời nào. Tuy nhiên, các phản ứng nghiêm trọng đến sức khỏe rất hiếm khi xảy ra. Lường trước một số phản ứng phụ, vaccine thiết kế để cung cấp khả năng miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ mắc bệnh. Tuy phản ứng phụ thường không phát sinh trong quá trình hình thành hệ miễn dịch, nhưng trong nhiều trường hợp, một số phản ứng phụ ở mức nhẹ đến trung bình vẫn có thể xuất hiện và tự biến mất trong vài ngày. Một số phản ứng phụ từ nhẹ đến trung bình mà bạn có thể gặp phải sau khi tiêm bao gồm đau nhức cánh tay ở vị trí tiêm, sốt nhẹ, mệt mỏi, nhức đầu, đau cơ hoặc khớp, ớn lạnh, tiêu chảy. Nếu bất kỳ triệu chứng nào kéo dài hơn một vài ngày hoặc xuất hiện bất kỳ phản ứng nghiêm trọng nào khác, hãy liên hệ ngay với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn. Hãy kiên nhẫn, hệ miễn dịch cần thời gian để hình thành. Bạn sẽ xác nhận là đã tiêm chủng đầy đủ sau 2 tuần, kể từ khi tiêm mũi vaccine Pfizer, BioNTech hoặc Moderna COVID-19 thứ 2, sau 15 ngày, kể từ khi tiêm vaccine AstraZeneca, hoặc sau 2 tuần, kể từ khi tiêm vaccine đơn liều GNG Janssen COVID-19. Giữ an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Mặc dù các loại vaccine này đang cho thấy hiệu quả cao trong việc bảo vệ con người khỏi bệnh tật nghiêm trọng do COVID-19 gây ra, nhưng vẫn cần tìm hiểu liệu một số người đã tiêm vaccine vẫn có thể lây lan virus ngay cả khi không có triệu chứng hay không. Do đó, cần phải tiếp tục thực hiện các biện pháp an toàn để bảo vệ bản thân và cộng đồng, bao gồm tránh tụ tập đông người, giữ khoảng cách, rửa tay và đeo khẩu trang.